10. Phẩm tổng trì. Khi ấy trời Đế Thích nghĩ, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân chỉ nghe công đức và danh hiệu của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, phải biết những người ấy đã từng cúng dường vô lượng Như Lai, ứng chánh đẳng giác, phát thệ nguyện rộng, gieo trồng nhiều căn lành trong quá khứ, huống gì được thọ trì đọc tụng, biên chép tư duy đúng lý, vì người khác giảng giải, hoặc có thể tùy sức như sự chỉ dạy mà tu hành, nên biết người này trong quá khứ đã ở chỗ vô lượng Phật, gần gũi cúng dường, gieo trồng nhiều căn lành, đã từng nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghe rồi thọ trì đọc tụng, suy nghĩ diễn nói cho người khác như sự chỉ dạy mà tu hành, hoặc có thể hỏi, có thể đáp kinh này, nhờ phước lực đời trước nay mới thành tựu như vậy. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân đã từng cúng dường vô lượng Như Lai, ứng chánh đẳng giác, công đức thuần tịnh, thì khi nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tâm vị ấy không kinh sợ, chẳng hoảng hốt, chẳng e ngại, chẳng lo buồn, chẳng hối tiếc, chẳng thối lui, chẳng mất đi. Bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của trời Đế Thích, liền bảo: đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nghĩ. Khi ấy Xá Lợi Tử biết được tâm niệm của trời Đế Thích, liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tin hiểu sâu xa, thọ trì đọc tụng, tư duy đúng lý, biên chép thuyết giảng, truyền bá rộng rãi như sự chỉ dạy mà tu hành, nên biết người này như các đại Bồ Tát ở địa vị bất thối. Vì sao? Vì nghĩa lý của Bát Nhã Ba La Mật Đa này sâu xa, khó tin khó hiểu. Nếu đời trước tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng lâu dài, không ở trước Phật thỉnh hỏi và lãnh thọ, chẳng ở chỗ Phật gieo nhiều căn lành, thì làm sao vừa được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể tin hiểu ngay được? Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nghe thuyết nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm chẳng tin hiểu, lại phỉ báng chê bai, phải biết người này đời trước đã phỉ báng chê bai Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì người ngu này căn lành ít ỏi, không có trí nguyện đúng đắn, gần gũi bạn ác, nên khi nghe nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, do sức huân tập từ đời trước, nên chẳng tin, chẳng ưa, tâm chẳng thanh tịnh, chẳng nhẫn nại, chẳng muốn. Vì sao? Vì đời quá khứ, người ngu này chưa từng gần gũi chư Phật Bồ Tát và các hiền thánh, chưa từng thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Bấy giờ trời Đế Thích nói với Xá Lợi Tử: nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này rất khó tin hiểu. Những người có lòng tin chưa lâu dài, muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nghe thuyết nghĩa lý sâu xa trong ấy không thể tin hiểu, hoặc sanh hủy báng, chưa phải là hiếm có. Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, nay con xin kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Nếu con kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là kính lễ trí nhất thiết trí. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, nếu thường kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là kính lễ trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì chư Phật đã chứng trí nhất thiết trí, đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa lại do trí nhất thiết trí của chư Phật mà có được. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, nên trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thế nào thì gọi là trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thế nào gọi là học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: hay thay, chính ông mới có thể thỉnh hỏi nghĩa lý sâu xa này. Ông nhờ oai lực của Phật mới có thể hỏi Như Lai ứng chánh đẳng giác về nghĩa lý sâu xa này. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng trụ vào sắc, cũng không trụ đây là sắc, đây là học sắc, chẳng trụ thọ tưởng hành thức, cũng không trụ đây là thọ tưởng hành thức, đây là học thọ tưởng hành thức. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng học đối với sắc, cũng chẳng học đây là sắc, là không trụ sắc. Nếu đối với thọ tưởng hành thức chẳng học, cũng chẳng học đây là thọ tưởng hành thức, là không trụ vào thọ tưởng hành thức. Này Kiều Thi Ca, đây gọi là Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng gọi là trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng gọi là học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Khi ấy Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa này rất là thâm sâu, bát nhã ba la mật đa này khó có thể so lường, bát nhã ba la mật đa này khó có thể chấp thủ, bát nhã ba la mật đa này không có hạn lượng. Bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy. Này Xá Lợi Tử, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các Đại Bồ Tát chẳng trụ vào